Xin chào tất cả các bạn, và ngày hôm nay chúng ta lại cùng nhau tìm hiểu và bàn về một cái chủ đề liên quan đến kỹ năng dẫn game. Như các bạn cũng đã biết thì trước đó thì tôi cũng đã có một video để dạy các bạn về các bước để tổ chức một trò chơi sân khấu dành cho MC sự kiện là như thế nào rồi. Nhưng mà trong số các bước đó thì có một bước mà tôi đánh giá nó rất quan trọng đối với một MC. Và nếu như không có bước này thì chắc chắn các bạn sẽ không thể tổ chức một trò chơi thành công được. Đó là gì ạ? Để có thể tổ chức một trò chơi thì chắc chắn các bạn phải cần người chơi rồi. Thì cái giai đoạn mời người chơi lên sân khấu là cái giai đoạn mà tôi đánh giá nó là khó nhất đối với các MC. Đối với những chương trình mà khách hàng hay là các doanh nghiệp, các công ty họ đã có cái thành viên mà thực sự nhiệt tình tham gia thì các bạn mời sẽ cực kỳ nhàn. Nhưng đối với rất nhiều các chương trình là cái đối tượng và tính chất của nhân sự của họ là không có nhiều sự gắn kết và họ rất là ngượng và ngại lên sân khấu, thì cái việc mà các bạn có thể giới thiệu cũng như là để các bạn mời họ lên sân khấu chơi game thì cực kỳ là khó khăn và mất rất nhiều sức. Vậy thì chúng ta có những cái kỹ năng gì để có thể mời khách lên sân khấu chơi game một cách dễ dàng nhất không? Thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một số những tuyệt kỹ, hay tôi gọi là chiến thuật, để có thể mời khách lên sân khấu chơi một cách dễ dàng và đơn giản nhất nha. Và các bạn hãy cùng đón xem. Và trước khi mà đi sâu vào nội dung này thì tôi khuyên với tất cả những ai coi video là một cái bài học có giá trị để học tập, thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cuốn sổ, một chiếc bút để chúng ta sẽ ghi lại những thông tin ngay sau đây. Đầu tiên, tôi sẽ chỉ cho các bạn cái cách đầu tiên bao giờ chúng ta cũng sẽ thường áp dụng đầu tiên và áp dụng thường xuyên nhất nha. Đó là các bạn sẽ kích thích người chơi tham gia bằng các quà tặng và sự thú vị của trò chơi. Xin nhắc lại là các bạn sẽ kích thích người chơi tham gia bằng sự thú vị và quà tặng dành cho người chơi trong cái phần game show này. Tức là các bạn sẽ phải có một vài những cái ngôn từ như trò chơi này đi kèm theo đó là rất nhiều những phần quà vô cùng giá trị, rất đặc biệt và đầy thú vị. Đây là một trò chơi mang tính chất rất là vui vẻ, hài hước và có thể tạo ra rất nhiều cảm xúc rất đặc biệt với tất cả quý vị. Vậy thì chúng ta hãy nhanh tay và giơ cao cánh tay của mình lên để có thể đăng ký tham gia trò chơi ngày hôm nay. Và cái việc mà quà tặng và cảm xúc đó các bạn phải được nói và diễn ra liên tục, đồng thời kết hợp giữa cái cánh tay của mình giơ lên để có thể mời người chơi sân khấu. Thì tất nhiên đối với những khách nào mà người ta quan tâm đến cái phần quà thì họ sẽ gì ạ? Thì họ sẽ đăng ký tham gia và giơ tay tham gia. Còn đối với những khách hàng nào họ quan tâm đến cái sự thú vị, họ cũng là một người thích thú với game show, thì cái việc họ tham gia là cái điều đương nhiên. Thì đây là một cách đầu tiên, hãy nhớ nha, là kích thích người chơi bằng việc là gì ạ? Nói ra cái giá trị của phần quà cũng như là sự thú vị của trò chơi này. Tiếp theo, một cái chiến thuật thứ hai mà ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là chiến thuật mưa dầm thấm lâu. Thưa các bạn, tâm lý của khán giả và người chơi ấy, là thường là họ rất là thích, cũng giống như các bạn thôi, các bạn rất muốn được lên sân khấu, được xuất hiện trước đám đông để các bạn chơi, gần như ai cũng muốn. Nhưng chúng ta không phải là người tự tin, chúng ta ngượng, chúng ta ngại ngùng di chuyển lên sân khấu, dẫn đến cái việc mà MC mời họ, họ thích thú nhưng họ vẫn không lên. Nhưng ngược lại, nó vẫn sẽ có một số đối tượng là gì ạ? Là khi các bạn dành cái sự nhiệt tình của mình trong việc mời, tức là các bạn sẽ mời liên tục để tạo ra cái cảm xúc cho người chơi và khán giả ở phía dưới. Và đối với người nào mà các bạn mà họ cảm thấy rằng là MC mời quá nhiệt tình như vậy, trò chơi kích thích và thực sự vui đến như vậy, thì đến lúc họ cũng sẽ phải hành động bởi cái cảm xúc của bạn tạo ra. Và cái điều này sẽ được lặp đi lặp lại trong vòng từ 2 đến 5 phút nha. Từ 2 đến 5 phút các bạn sẽ cần phải mời liên tục để tìm ra những người chơi. Và đây là chiến thuật mà tôi gọi đó là mưa dầm thấm lâu, hãy nhớ nha. Tiếp theo, đó là một cái phần tiếp theo, đó là phần phán đoán người chơi. Thưa với các bạn, một người MC thì ngoài cái kỹ năng về giao tiếp, kỹ năng về thuyết trình, kỹ năng về dẫn dắt để giới thiệu từng phần một, thì cái việc các bạn cần phải có kỹ năng quản lý con người, kỹ năng phán đoán cảm xúc của người chơi. Thưa các bạn, tâm lý của người chơi là gì ạ? Những cái người muốn chơi thì họ thường hay có những cái biểu cảm, và biểu cảm này thường được xuất hiện bởi cái sự ngượng ngùng và cái ngôn ngữ hình thể của họ. Ví dụ như những người mà người ta muốn chơi, người ta hay có, khi các bạn nhìn họ, các bạn quan sát họ đúng không ạ, thì khi bạn nhìn họ phát họ thường hay gì ạ? Hay lảng tránh. Họ hay lảng tránh đúng không ạ? Họ nhìn các bạn rất chăm chú, và thứ hai là các bạn hay lảng tránh. Khi bạn quay ra nhìn họ thì họ hay lảng tránh. Thì đó là cái người mà cũng có cái sự thích thú về trò chơi này rồi. Và nhiệm vụ của bạn là phải mời đúng cái người đó, các bạn nhớ nha. Các bạn kích thích đúng vào người đang có nhu cầu thì cái việc mà họ muốn tham gia là chuyện bình thường.
Và một là các bạn sẽ mời và miêu tả cái con người của họ, là anh đang vị trí ngồi vị trí này, bàn kia, ngoại hình thế nào, trang phục ra sao, để họ nhận diện bản thân của mình. Và khi đó họ sẽ đứng dậy và tham gia. Ngoài ra thì đối với một số những người mà họ ngại giơ tay, họ muốn lên, họ chỉ muốn là gì, em xin được gọi lên thôi, thì họ cũng sẽ có những biểu cảm như là gì ạ, nhìn bạn rất chăm chú, đúng không? Họ nhìn bạn rất chăm chú, thì cái người đó là cái người đang có cái mong muốn được lên sân khấu để chơi game. Thì các bạn cần phải phán đoán người chơi thông qua cái gì ạ? Những cái biểu cảm của họ, từ ánh mắt, từ cử chỉ của họ, ngượng ngùng của họ, đúng không ạ? Hay là một ánh mắt chăm chú, để các bạn có thể di chuyển xuống dưới, các bạn mời họ lên chơi. Hoặc các bạn đứng ở trên, các bạn miêu tả về ngoại hình của họ, là khi đó họ sẽ nhận diện được mình. Và khi đó các bạn kích thích một cách vô cùng liên tục, làm cho những người xung quanh họ tiếp tục thêm cảm xúc vào, cộng thêm việc bạn mời, thì họ lên sân khấu chơi là việc điều đương nhiên, hãy nhớ nha. Và cái chiến thuật thứ tư mà tôi vẫn thường hay áp dụng khi mà mời khách lên sân khấu được chơi game, đó chính là chiến thuật đòn bẩy từ người lên trước. Tức là ví dụ là các bạn sẽ có khoảng độ tầm từ 6 đến 8 người chơi lên sân khấu, nhưng hiện tại là các bạn chỉ có 1 đến 2 người chơi thôi, 2 người lên thôi, thì các bạn sẽ cần phải kích thích là gì ạ? Vâng, thưa quý vị thân mến, và như vậy chúng ta tìm ra được người đầu tiên rồi, và xin được mời anh vị người chơi thứ hai, xin được mời người chơi thứ ba. Vâng, thưa quý vị, chỉ còn 2 đến 3 người chơi nữa thôi. Quý vị hãy nhanh chóng mạnh dạn, tức là gì ạ? Các bạn dùng đòn bẩy từ người lên trước, tức là khi họ lên một cái là các bạn ngay lập tức các bạn chúc mừng cái sự góp mặt của họ, để kích thích những người tiếp theo tiếp tục bước lên sân khấu và mạnh dạn giơ tay, cũng như là có cái biểu hiện để có thể tham gia cái trò chơi này. Hãy nhớ nha, đòn bẩy từ người lên trước là các bạn sẽ khi thấy người ai đó giơ tay thì các bạn phải chúc mừng là gì ạ? Xin được chúc mừng người chơi đầu tiên, và xin mời anh chị hãy cùng di chuyển lên sân khấu. Và thưa quý vị, chúng tôi còn 2 người chơi nữa thôi, hãy mạnh dạn giơ cao cánh tay của mình lên. Hãy nhớ nha, đây là một cái bước rất là quan trọng mà các bạn cần phải phối hợp với các cái kỹ năng còn lại để chúng ta có thể mời người chơi của mình lên sân khấu một cách là gì ạ? Dễ dàng nhất. Và cái phần thứ 5 đó là gì ạ? Cái kỹ năng thứ 5 để các bạn có thể mời khách lên sân khấu chơi game, đó chính là nhận nhiệm vụ và trao quà tặng. Trong trường hợp mà các bạn mời một cái trò chơi mà các bạn cần đến 4 cặp đôi lên sân khấu, trong đó mỗi một cặp là một nam và một nữ, nhưng mà các bạn lại chỉ có thể mời được gì ạ? 4 người chơi nam thôi, còn nữ thì họ lại ngượng ngùng, họ không dám lên. Thì khi đó các bạn sẽ cần phải có những cái tuyệt kỹ và những cái chiêu để có thể kích thích và mời người chơi nữ lên sân khấu để chơi được. Vậy thì thường mình hay dùng cái cách đó là gì ạ? Nhận nhiệm vụ của trao quà tặng. Đó là gì? Với sự xuất hiện của 4 người chơi nam đã có mặt tại sân khấu, thì các bạn sẽ cần phải giao cho họ một nhiệm vụ là gì ạ? Với tất cả các thành viên nam đang ở sân khấu thì các anh sẽ có một cái nhiệm vụ vô cùng quan trọng sau đây. Và nếu như ai mà đạt được nhiệm vụ này thì chúng tôi sẽ dành thêm một phần quà cho các anh, nhớ nha. Và khi đó các bạn sẽ nhờ là gì ạ? Xin được mời tất cả các thành viên nam đang có mặt tại sân khấu, thì anh hãy nhanh chóng, trong vòng 10 giây hãy chạy xuống thật nhanh và tìm một người đồng hành là nữ mà các anh chị cảm thấy ấn tượng nhất và muốn đồng hành cùng một game show ngày hôm nay. Thì người chơi nam sẽ có nhiệm vụ di chuyển xuống dưới và mời một người chơi nữ lên. Và thường tâm lý khi được mời như vậy lên ý, cùng với tác động của những người xung quanh, thì cái việc mà họ có thể mời được những cái người chơi cùng là cái điều vô cùng dễ dàng. Và đây là kinh nghiệm của tôi đã làm rất nhiều năm và tôi chia sẻ cho các bạn nha. Và tiếp theo đó là chúng ta sẽ đến với một cái chiến lược để mời người chơi, đó là chiến lược cục bộ. Chiến lược cục bộ là gì ạ? Tức là gì? Vì đối với những cái chương trình mà có khoảng độ từ dưới 100 người đổ lại thì họ hay ngồi bàn 6, bàn 10. Tức là các bạn sẽ mời là gì ạ? Thưa quý vị, và ngày hôm nay thì đây là một trò chơi mà tôi sẽ cần đến sự góp mặt của các đại diện của các bàn hoặc các đại diện của các khu nhé. Nhưng mà thường các bàn sẽ dễ hơn. Đó, bởi vì sau đó các bạn sẽ dùng là gì ạ? Mỗi một bàn sẽ cử cho chúng tôi một người chơi. Ví dụ các bạn có khoảng độ 10 bàn, ngồi 10 người là 100 người rồi, thì mỗi một bàn cử ra một người. Thì như vậy là thường tâm lý ấy, là những cái người xung quanh họ là gì ạ? Một là gì ạ? Muốn ai đó lên chơi là họ hay gì ạ? Đùn đẩy nhau lên chơi. Và khi đó bạn đã nhận diện được người lên sân khấu chơi rồi. Và khi đó với tác động của MC cộng thêm tác động của những cái người nội bộ trong cái bàn đó, thì không có lý do gì là họ không đứng dậy để lên sân khấu chơi game nha. Thì đây gọi là chiến lược cục bộ. Và tiếp theo đây là một chiến lược số 7. Đó là chiến lược này thì mình đánh giá nó rất là cao. Đó là chiến lược mỹ nhân kế và nam nhân kế. Hãy nhớ nha, mỹ nhân kế và nam nhân kế tức là gì ạ? Trong một cái hội trường từ 100 người hoặc vài chục người, thậm chí rất nhiều người, các bạn
mời phải mời khéo nhé. Thứ nhất là bản thân mình là mình mời, thứ nhất người chơi nữ ấy, cứ mời chị nào hoặc bạn nào thật là xinh, thật là sexy, nóng bỏng lên sân khấu chơi. Thì như vậy thì những cái người xinh như vậy nó sẽ kích thích và tạo cảm xúc cho những người chơi khác giới là nam, đúng không ạ? Thì như vậy những cái người chơi nam thì ai chẳng thích các bạn nữ xinh, hoặc những người đồng hành cùng với mình là xinh, thì khi đó là họ rất là muốn được lên. Và nam cũng vậy thôi, nữ cũng vậy thôi nhé. Các bạn mời, đối với nam thì các bạn mời những bạn thành viên mà có ngoại hình cao này, nhìn nam tính đẹp trai này, thì các bạn nữ cũng rất muốn được lên sân khấu để giao lưu cùng. Và cái tỷ lệ khi mà các bạn mời người chơi nam, người chơi nữ đẹp trai, xinh gái, phong độ hoặc một cái ngoại hình nó cực kỳ đặc biệt ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái cảm xúc rất tốt cho những người phía dưới tiếp tục muốn đồng hành và tham gia trò chơi cùng với game show mà các bạn mời lên nhé. Và tiếp theo đó chính là một cái chiến lược cuối cùng là hiệu ứng âm nhạc. Và cái chiến lược này thì tức là gì ạ? Là khi các bạn mời lên sân khấu ấy, thì các bạn cũng sẽ mở thêm những bản nhạc sôi động kết hợp với cái lời mời của mình, nó tạo cái cảm xúc rất là tốt cho gì ạ? Cho người phía dưới. Và khi đó thì nó sẽ kích thích được cái hành động của họ lên sân khấu cực kỳ tốt. Thay vì các bạn chỉ nói cái lời không của mình, thì các bạn cũng sẽ nói thêm, kết hợp thêm một chút về cái âm nhạc nữa, thì nó sẽ làm cho những cái lời của các bạn tạo ra được cái cảm xúc tích cực cũng như là cái hành động của người ngồi phía dưới. Và đây là 8 cách mà ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn để giúp các bạn có thể gì ạ? Để có thể mời người chơi lên sân khấu một cách là dễ dàng nhất và chuyên nghiệp nhất. Nhưng các bạn hãy nhớ là mỗi một bước đều rất quan trọng. Đối với tất cả những bạn nào mà chưa biết cách để tổ chức cái trò chơi nó phù hợp, thì các bạn có thể xem lại những cái video mà mình hướng dẫn về các bước để tổ chức trò chơi trên kênh YouTube của mình cũng đã có rất đầy đủ rồi. Và trong đó nó có một bước gọi là cái bước mời người chơi lên sân khấu, thì các bạn sẽ cần phải xem kỹ và học áp dụng theo nhé. Và ngày hôm nay rất là cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và xem video ngày hôm nay. Nếu như các bạn cảm thấy nó thực sự hữu ích thì hãy áp dụng, hãy chia sẻ, hãy đừng quên là hãy đăng ký kênh, để chưa đăng ký kênh và bấm chuông để chúng ta sẽ cập nhật những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều ạ.